Nhiều khi trúng độc đất thì là bị tai nạn. Nhiều khi xây nhà mới lên sang trọng thì gia đình đổ bể, sinh sự trong nhà. Trở nên nổi tiếng một cách bất thình lình thì vô cùng áp lực, nghĩ quẩn tự tử rồi chấm dứt mạng sống. Cho nên đôi khi được những điều gì đó một cách bất thình lình thì đừng có vội vui mừng. Cái đó cổ nhân đã gọi đức bất phối vị. Vị là những phúc báo mà mình thừa hưởng trong cuộc đời, có nó cũng là một gánh nặng. Làm sao để nó đừng trở thành gánh nặng, đức của mình phải dày. Cái đó gọi là hậu đức. Hậu đức thì tải vật tốt. Nếu đức không hậu, tải vật vật nặng sẽ là một gánh nặng. Khi một gánh nặng thì tắc hữu tai ương. Đức bất phối vị, tắc hữu tai ương. Nếu mình muốn thừa hưởng những điều mà xưa nay mình chưa có thì việc của mình là phải nâng cấp cái đức của mình cho nó dày. Từ là cái đức B nó dày sang A. Nếu đức của mình chưa dày được tới A, mình muốn hưởng một cái gì đó hoặc một cái gì đó bất thình lình đến với mình một cách tốt đẹp thì mình cẩn thận, mình hưởng nó một cách từ từ, khiêm tốn, tri ân, nhẹ nhàng và chia sẻ. Chứ đừng có hưởng một mình, đừng hưởng một cái ao, đừng tự hào quá mức. Ví dụ cái đức mình là đang B, mình hưởng cái gì đó thì B cộng thôi, đừng có hưởng nó lên tới A một cách đột ngột thì nó vẫn còn cân đối như cái cân thế này. Còn một cách đột ngột đừng quá vui mừng. Cái phước của mình nó từ B mà lên A, trong khi đức của mình chưa lên A, chuyện lớn sẽ diễn ra, tất hữu tai ương. Đức nên tích lũy nhưng phước không nên hưởng thụ. Vì phước mà hưởng thì phước nó sẽ tán. Phước không nên tán, vì phước tán, âm phước là quả sinh. Cho nên nhà Phật mới dạy phước huệ song tu. A Di Đà Phật.